Sau nhiều tuần phát sóng thì phần đầu tiên của bộ phim Chu Tiên cũng kết thúc. Video này là nội dung tập cuối. Sau khi biết được hung thủ thực sự của thảm án Thao Miếu Thôn, nam chính của chúng ta, Trương Tiểu Phàm, liền nhập ma. Ai mà ngờ được người mà cậu liều mạng bảo vệ lại chính là người xuống tay sát hại 420 hộ gia đình. Phổ Hoàng khuyên ngăn, những gì Thảo Miếu Thôn phải chịu là nỗi khổ của Phổ Chí nhập ma. Chính vì nhập ma nên mới ra tay giết người. Nếu bây giờ cậu cũng như vậy, thì làm sao để người thân trên trời an nghỉ? Trương Tiểu Phàm yêu cầu lão im miệng, miệng bẩn của mấy người, không xứng nhắc tới họ. Phổ Hoàng tiếp tục khuyên cậu đừng vì hận mà tổn hại mình rơi vào ma đạo. Nói thì dễ nghe, vậy nhưng sau những chuyện đã trải qua, hai từ chính đạo trong lòng cậu đã không còn như xưa nữa. Niềm tin đã mất, lấy lại là rất khó, cậu không bao giờ ngờ tới chuyện này. Ngẩng đầu cười đau đớn, những năm này bản thân đau khổ trèo trống giữ bí mật. Đổi lại thì toàn khổ đau, dứt lời liền bộc phát lực lượng, các đệ tử xông đến định ngăn cản. Vậy nhưng bị nam chính đập cho sấp mặt. Thời đây thì cậu ta đã nhập ma, cứ thấy người là đánh, hành động quá lớn mật rồi. Đạo Huyền chân nhân tức giận, Tiêu Giật Tài cùng hai đệ tử khác tung ra trận pháp tấn công. Uy lực đòn tấn công rất mạnh, khiến nam chính phải chật vật chống đỡ. Tuy nhiên, càng bị ăn đòn thì nam chính lại càng hằng, cậu vùng ra một kích đẩy lùi toàn bộ đoàn tấn công. Đột nhiên Bích Sao từ đầu chạy ra, bất chấp xung quanh có vô số người của Thanh Vân thì nàng vẫn dám xông đến bên cạnh Tiểu Phàm, kéo cậu ta rời đi. Những người này đều đang hại cậu mà thôi. Trương Tiểu Phàm thất thần mặc kệ nàng ta cầm tay kéo đi. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cao tầng Thanh Vân môn rất không muốn điều này. Chuyện của Tiểu Phàm còn chưa giải quyết xong, bây giờ con gái của kẻ địch lại xông vào bên trong cướp người. Đạo Huyền chân nhân lập tức ra lệnh cho đệ tử vây bắt. Điểm Bất Dịch há hốc mồm, cả người run rẩy, mặt ngốc giam. Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn Tiểu Phàm, bản thân cậu cũng quay lại nhìn bọn họ, ánh mắt giống như là lần cuối. Hai người nhanh chóng chạy ra bên ngoài, các đệ tử tiếp tục truy đuổi. Trương Tiểu Phàm quay lại ngăn cản, rất nhanh cũng đánh gục đợt đệ tử đầu tiên. Đợt thứ hai nhanh chóng xuất hiện, nam chính bây giờ đã gần như kiệt sức, còn tiếp tục đánh thì kết quả chắc chắn không khả quan. Đúng lúc nguy hiểm cận kề thì phụ thân nàng xuất hiện, đẩy lùi các đệ tử rồi yêu cầu hai người rời đi trước. Rất nhanh, Đào Huyền cũng dẫn đầu mọi người ra ngoài đối mặt với Quỷ Vương. Quỷ Vương lên tiếng muốn hôm nay chấm dứt mọi chuyện ở đây đi. Đào Huyền vui vẻ đáp ứng. Ông lăng không bay lên cao, mặt đối mặt rồi phát biểu. Chí chủ ma của ông có trời đất chứng giám, không phải là hiếu sát bất nhân mà thiền đạo dịp tốt. Hôm nay chắc chắn diệt đám ma đầu ở nơi này. Ngày sau lại không còn mầm họa, dân chúng không còn khổ nạn. Trên tuyến bên kia, đám người ma giáo cũng nhanh chóng có mặt. Quỷ Vương cười mỉa mai những lời này, đúng là nói khoác không biết ngượng. Thanh giáo của ông ở ẩn trăm năm, nhẫn chịu tới nay chính là vì rửa sạch nỗi nhục trăm năm này. Sau lời hô hào, đệ tử của hai bên lại xông vào nhau chiến đấu. Quỷ Vương và Đạo Huyền cũng không muốn đứng yên quan sát, cả hai nhanh chóng giao thủ, bóng hình hai người liên tiếp va chạm nhau. Chứng kiến trận chiến tàn khốc, đệ tử của hai phái nằm xuống liên tục. Trương Tiểu Phàm vẫn không chút quan tâm, Bích Giao vội dẫn theo cậu xông ra ngoài, vậy nhưng giữa đường bị Lục Tuyết Kỳ ngăn cản. Cuộc chiến giữa hai mỹ nhân nhanh chóng xảy ra, ai ai cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Tiểu Phàm thì bị pháp tướng chặn đường, trên tay hắn cầm theo viên luân hồi châu. Vừa thoát ra mấy chữ A Di Đà Phật thì thần trí của cậu liền bất ổn, không kiềm chế nổi sát khí. Pháp tướng nhanh chóng sử dụng luân hồi châu áp chế Tiểu Phàm. Tác dụng của món bảo vật này là có thể hóa giải sát khí, độ hóa khổ nạn. Nếu là người khác thì có lẽ đã có tác dụng. Vậy nhưng trên tay nam chính lại cầm món bảo vật có sát khí quá mạnh mẽ. Không những không làm gì được mà còn bị đẩy lùi. Nhận thấy mối chốt nằm ở trên cây gậy, pháp tướng liền mạnh mẽ xông lên tranh đoạt. Thành công cầm vào thiêu hỏa côn, vậy nhưng Trương Tiểu Phàm đã nhanh chóng giành lại. Cậu triệt để tức giận vì màn vừa rồi. Lý trí không còn tỉnh táo nữa, đầu óc hoàn toàn bị tâm ma xâm chiếm. Cậu bạo phát lực lượng, giải phóng toàn bộ uy lực, sát khí đậm đặc đến mức ngưng tụ thành một cột sáng chiếu lên trời. Quỷ Vương thế phải liền mỉa mai Đạo Huyền, đẩy một người đệ tử vào địa ngục vô biên, đây chính là hành vi của chính đạo mấy người sau. Đạo Huyền phủ nhận, nói bậy bạ gì thế? Đợi giải quyết ma đầu nhà ông xong, thì lý tự sáng rõ, đạo tự ngay ngắn, vừa nói hai người vừa đánh nhau. Rất nhanh Trương Tiểu Phàm cũng động thủ, mang theo cơn giận dữ lao tới tấn công pháp tướng. Với sự trợ giúp của phệ huyết châu, thực lực Tiểu Phàm này đã khác xưa. Pháp tướng giống như đứa trẻ lên ba, dễ dàng bị Tiểu Phàm vỗ cho bà phát làm bay đi. Tiêu Giật Tài ra lệnh cho các đệ tử ngăn cản nam chính, mọi người nghe lệnh xông lên tấn công. Tiểu Phàm tránh né, phản công, sau đó cắm mạnh thiêu hỏa côn xuống đất bạo phát ra một vụ nổ ra toàn chiến trường, giải tán đám đông. Ở trên không trung, Đào Huyền và Quỷ Vương đang giằng co kịch liệt. Do chịu thương thế từ cuộc chiến lần trước nên Đào Huyền đã bị đẩy lùi, thân hình đâm vào đại điện gần đó. Quỷ Vương tự tin, yêu cầu đối phương vươn cổ chịu chết.
Đào Huyền đáp lại những lời này bằng cách kêu gọi Linh Tôn, Thủy Kỳ Lân ra ngoài trợ chiến. Mặt nước đột nhiên có dị động, Linh Tôn từ dưới nước xông lên, nó nhanh chóng lao về phía Quỷ Vương. Ông ta chưa kịp làm gì thì đã bị con kỳ lân này tặng cho một cú múc hàm khiến thân thể bay vào vách núi. Cú này khá là đau đây, trong lòng Quỷ Vương thầm kêu, ok được rồi, chơi bài cổ điển vậy. Ông ta nhanh chóng xông lên đánh cận chiến với con kỳ lân, trả lại cho nó cú móc hàm vừa nãy. Tuy nhiên, nó lại không hề hấn gì, chỉ trong thoáng chốc liền quay lại, há mồm xả công kích vào mặt Quỷ Vương. Chiến trường bên dưới, các đệ tử nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đều hoảng sợ, không còn ai dám lao lên nữa. Bích Dao cố gắng tiến lại gần, vậy nhưng cậu ta chẳng mảy may tới, thậm chí cơ hồ đã bị mất. Bích Dao vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng thì sự cố gắng của nàng cũng giúp cho nam chính tỉnh táo lại. Hai người nhanh chóng xông ra ngoài, cầm tay nhau cùng rời khỏi nơi này. Trên bầu trời, Quỷ Vương dần dần lấy lại lợi thế trước Linh Tôn, ông tung một đòn thẳng vào mặt con kỳ lân. Đào Huyền chân nhân nhìn thấy tình thế không ổn nên lập tức lao lên, giơ tay ra hiệu mang kiếm ra. Linh Tôn há mồm phóng ra một thanh kiếm. Quỷ Vương thấy vậy cũng ngưng tụi chiêu thức ám khí, tất cả được phóng ra. Đào Huyền dễ dàng tránh né, sau đó lao tới đánh cận chiến với đối thủ kịch liệt. Đào Huyền thi triển tuyệt học, ngưng tụ ra một thanh kiếm khổng lồ sáng về phía Quỷ Vương, thành công đẩy lui ông ta vào vách núi. Đổi lại thì bản thân ông cũng đã tiêu hao quá nhiều tinh thần và thể lực. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm và Bích Dao đang bỏ chạy về phía cây cầu, các đệ tử xông tới cản đường, vậy nhưng kết quả nhận lại là cả tá hành vào mặt. Đào Huyền thở dài đáng tiếc, tiểu tử đó đã rơi vào ma đạo. Cho dù sau này lão bị người trong thiên hạ nghị luận, thì cũng không thể giữ lại mầm họa nguy hiểm này. Dứt lời, Đào Huyền chân nhân liền thi triển Chu Tiên kiếm trận, vô số thanh kiếm nhanh chóng xuất hiện, tất cả đều hướng về phía Tiểu Phàm và Bích Dao. Trương Tiểu Phàm chật vật chống đỡ, công kích tầm thường không làm gì được, ông ta liền muốn gia tăng thực lực, triệu hồi ra một thanh kiếm siêu to khổng lồ. Chu Tiên cổ kiếm chưa giáng xuống, vậy nhưng khí thế mà nó gây ra đã khiến cho đệ tử mà giáo lẫn đệ tử Thành Vân Môn ngã ngửa. Nếu thực sự để nó giáng xuống, Trương Tiểu Phàm chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Chỉ riêng khí thế đã khiến nam chính quỳ một chỗ không thể đứng dậy nổi rồi. Chứng kiến người mình yêu đau khổ chống đỡ, Bích Dao cũng đau lòng. Nàng quyết định tiến lên, đẩy cậu ta lui về sau, còn bản thân mình thì chủ động xông lên phía trước. Nàng nhìn về phía cậu mỉm cười mãn nguyện. Sau đó dùng máu của mình huyết tế thì triển ra si tình chú. Trương Tiểu Phàm vùng vẫy, cố gắng lao lên ngăn cản vậy nhưng không kịp. Toàn thân Bích Dao tỏa ra lực lượng, dùng sinh mệnh tạo thành một đóa hoa che chắn cho Trương Tiểu Phàm. Thanh kiếm và đóa hoa va chạm vào nhau. Cảnh tượng này khiến Trương Tiểu Phàm đau đớn, Quỷ Vương cũng vậy. Bùm một cái, vụ nổ lớn xảy ra, Chu Tiên kiếm bị ngăn cản và tan biến. Bích Dao cũng hy sinh, Trương Tiểu Phàm nhanh chóng đỡ lấy nàng. Chứng kiến người mình yêu thương chết trong vòng tay, cậu chỉ biết gào thét đau đớn. Sau khi được giải cứu, cậu chính thức gia nhập vào Thánh Giáo, được mọi người đặt với danh hiệu là Quỷ Tiên Sinh, thiên hạ đệ nhất kỳ nhân. Thân thể Bích Dao cũng được đưa về, bởi vì nàng ta thi triển si tình chú, phải dùng máu người thi chú làm dẫn. Mặc dù có thể địch nổi Chu Tiên cổ kiếm, vậy nhưng cái sói chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Nếu không phải có cặp lục lạc hợp hoan linh hội chủ, cưỡng ép đem một phần hồn hút vào bên trong, thì e là nhục thần cũng khó mà giữ được. Trên sách vốn không có cách cứu chữa, vậy nhưng nghe nói ngàn năm trước, Hùng Điện Nam Cương có hắc vô tộc nắm giữ một loại kỹ thuật hồi thiền. Dù sao đây cũng là truyền thuyết, nếu như đi tìm thì e rằng là đến hết đời. Tuy chỉ có tia hy vọng nhỏ nhòi, vậy nhưng ít nhất cũng là có manh mối, còn hơn là tuyệt vọng. Tới đây thì phần đầu tiên của bộ phim Chu Tiên đã hết rồi. Chúng mình sẽ làm tiếp phần 2 ngay khi bộ phim được phát sóng. Các bạn hãy đón xem nhé! Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần tới!